Chào anh em, thì tôi luôn hướng cho anh em có thể sử dụng những nguyên liệu có tính chất an toàn cao để đảm bảo an toàn cho anh em. Thì hôm nay tôi xin chia sẻ với anh em, đây là hai dòng nguyên liệu đều là chung một công thức 75% KCl3, 15% than, 10% lưu huỳnh. Và thay vì công thức đó là tôi sử dụng 75% KNO3, 15% than và 10% lưu huỳnh. Cái này là công thức an toàn, cái này là công thức nguy hiểm. Về nguy hiểm như thế nào, tôi lưu ý với anh em là không nên sử dụng K3 đi với S, bởi vì tính ma sát của nó rất là nhạy cảm và rất nguy hiểm. Anh em sử dụng PP luôn là lựa chọn an toàn, và lựa chọn khi anh em sử dụng có va đập hoặc là có ma sát thì PP luôn là an toàn hơn so với KCl3. Đây, tôi hôm nay chung một công thức, tôi sẽ chia sẻ với anh em để xem cái sự ma sát của K3 nó như thế nào. Đây là K3. Đó. Anh em thấy chưa? Chỉ cần ma sát nhẹ thôi là nó cháy ngay. Còn đây là PP. PP thì anh em thoải mái, cũng không phải gọi là thoải mái, nhưng tôi luôn hướng cho anh em sử dụng những nhiên liệu có độ an toàn cao. Đây là PP. Đó, thì qua video này thì tôi cũng muốn chia sẻ với anh em là cái sự nguy hiểm của K3 nó như thế. Anh em mới bắt tay vào nghề thì nên cẩn trọng và lưu ý những cái vấn đề an toàn đó cho tôi. Tôi không muốn anh em xảy ra một vấn đề gì cả. Và anh em chơi là phải bảo đảm an toàn đầu tiên. PP là nhiên liệu có độ tin cậy cao. Và chúc anh em thành công.